chắc cho Huỳnh Lợi nói một câu về bài hát này. Thực sự là khi mà cầm ca khúc thì có một cái đoạn là cha ông buồn vui bám biển, tìm sao khuya về phía ông Hoàng. Và khi mà nghe anh Lộc giải thích xong thì thực sự là ở đây không phải là có cái gì cái giả, hoặc là trước mà anh Lộc Huỳnh Lợi khen, tức là trong những cái tác phẩm âm nhạc mà tác giả đã đưa được cái văn hóa đời sống của con người quê hương mình vào trong tác phẩm là rất là khó. Mà tìm sao khuya về phía ông Hoàng tức là một cái tín hiệu của cái ngôi sao hôn đấy, mà khi người dân mình mà bám biển mà đi đánh cá đấy, khi mà muốn trở về quê ấy, là cứ nhìn cái sao hôn ở phía ông Hoàng là biết đó là quê mình. Cái là nét văn hóa của những người lao động miền biển. Cảm ơn anh đã cho em một cái biết về văn hóa của quê mình. Thưa quý vị, có một ca khúc mà Huỳnh Lợi rất là may mắn. Khi mà anh Lộc gửi hát thì lúc đầu Huỳnh Lợi nói là sao anh viết bài này dài thế, rồi em muốn phối theo cái kiểu là cổ điển thì giao hưởng thì tính sao. Anh nói thôi em ơi, có nhiều chơi nhiều. Rồi anh đã để cho anh nhạc sĩ Khắc Nhẫn phối, mà không ngờ là anh Nhẫn phối rất là hay. Thì khi mà Huỳnh Lợi hát cái khúc này thì lúc đầu là phiên bản chỉ có một người Huỳnh Lợi hát thôi. Thì sau đó người bạn là đạo diễn Nguyên Đạt, ông là đạo diễn của bên trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có dựng một cái vở cải lương để đi dự thi sân khấu cải lương toàn quốc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông đã lấy ca khúc này và đề nghị là Huỳnh Lợi phải hát phiên bản song ca nam nữ và có hợp xướng, và ông đề nghị là phải gia cố thêm phần nhạc. Thì lúc đó là phải cầu cứu ở anh Nhẫn nữa để gia cố. Thì đó là phiên bản thứ hai, và khi phiên bản đã được ra đời thì các đài truyền hình cũng như là rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ trong thành phố đã tiếp cận, và trong các hội diễn quần chúng cũng như là các hội diễn chuyên nghiệp cũng như là những cái chương trình sự kiện lớn của đất nước đã được các ca sĩ sử dụng rất nhiều. Em chúc mừng anh Lộc. Thật sự thì nếu mà không có sự quan tâm ủng hộ của những người yêu âm nhạc địa phương thì tác phẩm chắc chắn sẽ không bay lên. Và em mong rằng là tất cả những quý vị yêu âm nhạc địa phương không những ủng hộ tác phẩm của anh Vĩnh Lộc mà còn ủng hộ nhiều cho tác phẩm của các nhạc sĩ trong địa phương của mình nữa, để cái âm nhạc của Phan Thiết, của Bình Thuận mình được bay lên, bay xa hơn. Và tiếp tục ca khúc, đó là ca khúc mà Huỳnh Lợi muốn giới thiệu. Thì hôm nay Huỳnh Lợi sẽ trình diễn một phiên bản khác, phiên bản tam ca. Xin được trình bày ca khúc Tổ quốc tôi yêu cùng với hai học trò Quốc Tĩnh và Quốc Anh. Nơi hải đảo xa xôi hay tuyến đầu biên giới, tôi nguyện làm lá chắn cho quê hương. Nhạc sĩ Vĩnh Lộc với chủ đề quê hương tình yêu. Và bây giờ xin trân trọng kính mời toàn bộ các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nay. Chúng ta cùng ra sân khấu để chụp hình lưu niệm với nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Trân trọng kính mời. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ nhiệt thành của toàn thể quý vị. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến công ty cổ phần truyền thông và sự kiện IQ, đơn vị tổ chức chương trình. Cảm ơn ông Lê Tú, giám đốc công ty thiết kế lớn và quảng cáo chính quyền đã hỗ trợ và cùng với thực hiện chương trình. Xin trân trọng cảm ơn thành viên ban nhạc cũng như các ca sĩ đã nhận lời tham gia góp phần tạo nên thành công cho chương trình tối hôm nay. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả cho đến giờ phút này, đến tận tiết mục cuối cùng mà quý vị vẫn ngồi đây để ủng hộ cho chúng tôi, đó là đáng quý lắm rồi. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều và hy vọng những chương trình sau của phòng trà IQ chúng tôi cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị như vậy. Trân trọng cảm ơn quý vị một lần nữa. Thân ái kính chào tạm biệt. Với chủ đề quê hương và tình yêu đến đây là kết thúc, một kết thúc trọn vẹn và mang nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau của vòng trà IQ. Xin thân ái kính chào tạm biệt và kính gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.